Từ khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 18 tháng 6 cho đến nay, quận Thanh Khê đã huy động toàn lực để khống chế, ngăn chặn dịch lây lan diện rộng. Đặc biệt, các khu phong tỏa đang được kiểm soát gắt gao để sớm khống chế chuỗi lây nhiễm. Nguy cơ lây nhiễm chéo ngay tại khu phong tỏa, khu vực tam giác các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám là vấn đề đã được ngành y tế khuyến cáo tại nhiều cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 những ngày gần đây. Vì vậy hiện nay thì quận Thanh Khê đang tăng cường lực lượng và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các khu phong tỏa này. Từ ca bệnh COVID-19 đầu tiên sinh sống tại kiệt 407 Lê Duẩn, đến nay chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận hơn 70 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Không gian hẹp, dân cư đông khiến nguy cơ lây nhiễm chéo ở đây rất phức tạp. Hiện các tổ COVID-19 cộng đồng hàng ngày phối hợp với lực lượng công an để giám sát y tế và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo. Chúng tôi phát cái bản cam kết đến cho người dân là không được đi ra khỏi nơi hiện nay là đang có vùng dịch. Cái thứ ba nữa là chúng tôi là cùng với cảnh sát khu vực lên những kế hoạch, những nhóm ba, ngõ tư chúng tôi lắp camera, mà hiện nay khu vực chúng tôi lắp gần 10 cái camera để đảm bảo vừa công tác an ninh trật tự, vừa công tác mà phòng chống dịch. Những ngày gần đây, khu vực Tam Giác nằm trên 3 tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám thuộc hai phường Thạc Gián và Tân Chính của quận Thanh Khê liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19. Qua giám sát của ngành y tế cho thấy, vẫn còn một bộ phận người dân trong khu phong tỏa lơ là, chủ quan, thậm chí còn tiếp xúc với nhau mà không đeo khẩu trang. Trước tình trạng này, quận Thanh Khê đã tăng cường lực lượng công an vào khu phong tỏa để phối hợp cùng với các lực lượng khác, đồng thời lắp đặt 22 camera để giám sát chặt chẽ về thực hiện các quy định phòng chống dịch của người dân. Hàng ngày thì lực lượng công an phân công lực lượng phối hợp với tổ COVID cộng đồng, y tế vào khu cách ly, tiến hành đo thân nhiệt và nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt là cái kiệt 405 thông qua 86 Hoàng Hoa Thám là hộ cách ly hộ, thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ đúng theo quy định. Trong cái vùng cách ly y tế thì quán triệt luôn là người cách ly người, nhà cách ly người, nhà, để không cho cái tình hình dịch bệnh nó lây lan và tiếp tục là phát sinh. Nguy cơ lây nhiễm chéo ngay tại điểm trong phong tỏa khu vực Tam Giác, các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám hiện vẫn rất phức tạp. Cùng với các biện pháp gắt gao mà ngành chức năng đang thực hiện, thì mỗi hộ dân trong khu vực này cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo nhà cách ly nhà, qua đó góp phần sớm khống chế chuỗi lây nhiễm tại khu vực này.